Hello, xin chào mọi người nha. Và lại là TV đây. Chúng ta đang ở vùng quá bán của thị trường rồi. Thì hiện nay thì anh chị thấy là cũng đang tức được tương đối mệt mỏi với thị trường ha. Khi thị trường đang đánh thủng cái một trọng yếu rất là quan trọng như là 1240. Lúc này thì rất nhiều anh chị em cũng muốn là bán hàng ra ha và cũng không chúng ta cũng không có gồng quá nhiều khi hiện nay chúng ta đang thị trường đang xấu đi ha. Nhưng mà tất nhiên chúng ta đã một cái tin buồn trong tuần qua nhưng mà một cái tin vui chính là hiện nay thị trường chúng à, đang ở cái vùng quá bán này nha cho nên chị này đang tạm thời để cầm hàng một phần hàng tỷ dòng gì đó à, chúng ta hoàn toàn có thể ta tiếp tục nắm giữ hàng được ha anh ta chờ nhịp hồi phục tuần sau mình tuần sau theo cua chúng ta sẽ có một cái sản hút giá lên nha là khoảng chừng khoảng 240 nó có thể anh chị có thể tiếp tục hạ đi chồng ha và chúng ta quan sát được cái lực cầu như thế nào và hiện nay chúng ta khi mà đánh thủng 1200 bốn như vậy thì vẫn có khả năng thị trường vẫn còn cái nhịp có khả năng là bị bia chát mà nha bia chát khi nào khi mà nó lấy lại một hai trăm lên tiếp tục thì này ta sẽ có một vi cháp và uh, lúc đó thì anh chị uh, vui nhất chính là anh chị đang cầm cầm hàng ha. Và đặc biệt những anh chị mà đang cầm hàng trong nhịp trung hạn luôn thì cái tài sản của chúng ta sẽ gia tăng ha. Và anh chị biết hiện nay cái lượng margin trên thị trường từ đối là cao yếu đến từ tổ chức khi mà hiện nay cái DSI cũng như cái uh, thì giá ta đang khá là căng Điều này có thể là uh, Nhưng mà chị được cần lưu ý nha Khi mà lượng margin cao khối ngoại bán đầu liên tục như vậy Thì khối nội này chúng ta thấy đang, đang đỡ giá rất là nhiều ha và thực ra nếu mà chị biết cái người chết đầu tiên không phải là anh chị đâu nhưng mà chết nặng nhất chính là những cái tay to ha nhưng mà trong lúc này đi thì có thể là cá mập ăn cá mập ăn cá cá con ha hoặc là cá mập nó sẽ ăn những cái con cá tương đối là nhỏ hơn xíu đó hình này có thể là thì trường sẽ có những cú quát ao cuối cùng trước khi đi lên ha nhưng mà trong trường hợp mà bị cháp thì thị trường sẽ không cần quát ao và nay bán tới giai đoạn này chúng ta thấy là cũng tương đối đủ rồi và khi rất nhiều nhà đầu tư đang đặt stop loss ngay cái vùng 1240 như vậy thì có khả năng đây là cái vùng mà chúng ta thấy là lượng cung trên thị trường thì sẽ không còn nhiều ha và khối ngoại chỉ còn khối ngoại thôi và quan trọng nhất là hiện nay thì biết là uh, các trong chứng khoán cũng như các uh, các đội các uh, tay to dòng tiền lớn họ sẽ chung tay đỡ giá thị trường thôi cả nhà ha và chúng ta sẽ có nhiều phục hồi ít nhất là hiện nay chúng cái xuống sọt sẽ kết sớm kết thúc thôi ở trong chúng ta sẽ có đáo hạn thứ phát sinh từ sau và hy vọng những cái thông tin này có thể là giúp thị trường ít nhất có một nhiều hồi phục nha và nếu trong trường hợp tốt thì khoảng chừng 15 20 trăm có một cái nhịp bia chát mà, và thị trường hoàn toàn sẽ tết lại 1270 một ngày hai trăm bảy mươi lần nữa ha cả nhà ha thì trước mắt chúng ta cần phải phá kênh giảm chính là cái vùng một ngày 245 ha, 1 ngày lúc này thì thị trường sẽ lấy lại cái đà hồi phục cũng như sai quay, chúng ta không biết được à, và ngày nay anh chị, nếu mà ta cầm hàng thì ta hết sức bình tĩnh nha, hiện nay cũng đang bán điểm bán lên đi qua rồi và hoàn toàn thị trường sẽ hồi phục được ha rồi, hôm nay chúng ta thấy là thông tin thị trường này uh, đầu tiên là ngành ngân hàng, thì thấy ngành ngân hàng không? khi mà Vừa rồi thì thị trường đã có một thông tin liên quan tới uh, nợ xấu ngân hàng có xuống gia tăng khi mà trả lời chất vấn của đại biểu đại uh, biểu quốc hội á, thì bà Trần Trần Hồng Nguyên nguyên phó chủ nhiệm ủy ban uh, pháp luật quốc hội đã đặt câu hỏi đối với bà thống đốc ngân hàng Nguyễn Thị Hồng á vấn đề nợ xấu đây này thì là nợ xấu gia tăng nhưng chị thấy là cũng không có phải là quá căng hả nhà ha rồi nói tác động covid 19 chín này tất nhiên hồi xưa rồi doanh nghiệp còn khó khăn ha. bắt đầu là liên quan tới bão bảo lỗi ha rồi hiện nay thì nhà nước tiếp tục là uh, cho vay nhưng mà Hình chung cái cái lượng mà để mà ảnh hưởng của bao lỗ thì thấy không nhiều á mà lãi suất huy động có đầu tăng nhẹ vào cuối năm à, tháng cuối năm cho thấy là hiện nay cái uh, cái đem cái nguồn tiền nó cũng không phải là quá dài dài trên thị trường ha vậy này tất nhiên chúng ta sẽ có bán mấy chục ngàn tỷ ra thị trường đó, đang bơm ra thị trường à, nhưng mà ta thấy là uh, những cái thông tin này nó cũng không phải là thông tin uh, quyết định cho thị trường giảm trong ngắn hạn nữa nha anh à, chị coi là để tham khảo thôi nhưng mà chung mặt tăng trưởng ngân hàng thì cuối năm nó sẽ giảm một xíu nha so với những cái kỳ vọng như là do cái lãi suất huy động hướng tăng lên xíu nhưng mà chung về mặt chung dài hạn thì thế là năm 2015 thì thị trường sẽ sớm uh, vượt qua những cái buộc khó khăn và tiếp tục là uh, những ngân hàng sẽ tăng tăng trưởng bùng nổ lợi nhuận ha và chị thấy là hiện nay là chúng ta thấy là cái chiết khấu thị trường này ở 15 phần trăm rồi à, cái bên này cũng ta thấy là thấp hơn trong vòng 5 năm qua khoảng 15 phần trăm trung bình đó cho nên cái dư địa tăng khá là cao sắp tới thì tăng trưởng Ờ, trên toàn thị trường nó sẽ khá là cao nữa ha. đặc biệt nhóm ngân hàng sẽ tục tăng trưởng mạnh thôi ờ, thì ta sẽ có một cái dự địa tăng cũng như là cái việc đầu tư về chung nhà hàng khá là tốt nha khá là hấp dẫn ha rồi những cái ngành uh, trọng yếu rồi nha rồi ngoài ra thì uh, bên chứng khoán thì C muốn chào bán 360 triệu phiếu cho đồng huyền hữu ha đó thì này chỉ là cái cái sự tăng vốn của ngân hàng Ê, công ty chứng khoán vẫn đang tiếp tục ha, kể cả ngân hàng luôn những cái nhóm bitcoin hay là những nhóm, nhóm chứng khoán như HSC vì bị cáp này thôi cũng đang tiếp tục huy động ha phải lẻ nữa thôi còn đối với thị trường bất động sản thì thấy là hiện nay chúng ta thấy là ngành bất động sản thương mại và quý minh này thì đang dần dần sẽ hồi phục thôi rồi chúng ta sẽ làm rõ cái vấn đề này trong cái bản tin livestream ngay sau đây ha trong cuối tuần thì anh chị có thể theo dõi nha và uh, và sơ lược thôi anh chị thích thì có thể chúng ta uh, coi bản bản tin này ha cũng như là cáp lại màn hình chúng à, ta lướt qua nhanh thôi ha rồi hiện nay thủ đô thì bắt đầu chuyển dịch từ đây sang tông nói chung là đang khá là sốt mà rồi quỹ ngoại răn capital mua lại cổ phiếu nam long nè đó hiện nay thì anh chị thấy là dg muốn chuyển nhiều một phần dự án là hai ba ngàn tỷ đồng tại Phúc ha nói chung rất nhiều thông tin rồi dự án hậu giang của đất Đức, Đức xanh được phê duyệt ha đất xanh hiện nay cũng đang một chân cổ phiếu này rồi ngoài ra thì kbc này là lg và Huy Xuân rót thêm 1,1 tỷ đô la vào khu vực tròn dễ hôm nay các KBC trong những khu công nghiệp phải thấy là chúng ta đã phân tích công nghiệp cách đây khoảng 3 bốn tuần rồi hiện nay chúng ta tiếp tục tuần này chúng ta sẽ phân tích chi tiết khu công nghiệp khu công nghiệp trong những cái ngành mà được hưởng lợi khi mà dòng vốn FDI sau thời kỳ hôm chung lần thứ hai 2.0 có thể tiếp tục đánh thuế rất là mạnh đối với Trung Quốc thì có thể là rất nhiều cái doanh nghiệp Trung Quốc là liên quan xung quanh hàng xóm Trung Quốc họ sẽ chuyển dịch qua Việt Nam giống như chu kỳ 2017 thôi. Này, À, hiện nay cái màn hình OLED cũng đang một trong những cái công nghệ rất là tuyệt vời ha mà thay thế dần dần hiện nay tập đoàn LG một trong những tập đoàn mà đang đầu tư rất mạnh về lĩnh vực OLED này. À, hiện nay đã ở khu nghỉ trần dễ ha, trần dễ 3 đó. Rồi, ok SC là khu nghỉ châu Đức là thu hút hơn hai dự án tổng vốn đầu tư lên 2.700 tỷ đồng ha. À, hiện nay tất nhiên cái BCM nói chung hiện nay cái khu công nghiệp hiện cũng đang có một backlog tương đối lớn cả nha ha. Cả BC tương tự. Rồi vừa qua thì cái diễn đàn APEC đó, anh doanh nghiệp thì anh chị biết là chủ tịch của Kinh Bắc cũng đi theo chủ tịch uh, nước chúng ta ha. Rồi anh Lương Cường đi qua bên uh, châu Âu để mà công, công tác ha. Nói chung đại diện doanh nghiệp khá là hay. Rồi chúng ta sẽ phân tích chi tiết các vấn đề khuôn nghiệp sau nha. Rồi chị có thể cắt lại mà hình này và chúng ta sẽ đi vào vấn đề về thị trường xíu đi. Trong cái bản tin cuối uh, tuần thì này sẽ đi nhanh một xíu ha. Cũng không có đi lan man. Rồi đầu tiên chúng ta thấy là có cổ phiếu bị theo bó là bó cũng trong cổ phiếu dẫn đầu ha không người xung lực vẫn tăng rất là mạnh mẽ ha đang mua một giá tám mươi và nên nay là như thế là đang chặn lãi thôi và tới tới đây thì chị biết là đang lãi rồi nếu mà chị không bán là khoảng năm mươi bảy phần trăm ha đang chặn lãi rồi ta chúng ta trung hạn một trăm nhưng mà nó đạt quá nhanh cái nhà và vượt luôn như này chúng ta sẽ có ta ghét khoảng chừng mười phần trăm nhưng mà nó đạt luôn ta ghét mười phần phần trăm từ cái vùng giá trăm nha nên lên trăm hai hai luôn quá khủng khiếp rồi nha từ giá hai mươi hai phần trăm từ khi vượt đỉnh một trăm ha đó chị thấy là nó vượt mọi ta ghét chúng ta luôn bạn ta tiếp tục chặn lãi thôi và này cuối tuần cũng tăng trần một cái lực cầu chưa ngừng nghỉ thôi nha ha. Tất nhiên cổ phiếu này thì nếu mà anh chị không có tìm hiểu cơ bản, ta sẽ rất là khó để người ta gồng lãi hoặc là người ta rất là khó để người ta mua được cổ phiếu này ở vùng khi nó quay trở lại vùng giá 80 ha, vượt vượt phá lên, tại chỉ là nổ lên nè. À. Đó đúng đó, hồi Chúng ta người ta chơi thôi. này đang rất tự tin cổ phiếu này ha và này cũng đang thành quả rất là xứng đáng cho nhiều tư uh, có những góc nhìn về cổ phiếu Vietbot này như cái doanh thu lợi nhuận nó tăng gấp 10 lần ha, trong những năm tiếp theo khoảng 3 năm năm tới. Ở đây đang làm gần như là trung tâm về logistics uh, của Đông Nam Á với Trung Quốc ha và kết nối giữa 700 triệu dân Đông Nam Á với lại 1,5 tỷ dân của Trung Quốc mà nó trong những cái tham vọng cực kỳ lớn ha Ngoài ra hiện nay nó cũng đang hợp tác với Vietnam Airlines để mà đi qua cái khu vực châu Âu để mà ship hàng hóa bên đó ha. Nói chung là đo đo rất nhiều cái dịch vụ thông quan rồi thuế quan rồi AI robot nè để giảm nhân công xuống giảm thời gian vận chuyển xuống ha. Thậm chí chi phí còn giảm xuống hay là dùng app ha, kết nối thế giới luôn trong những cái công ty mà đâu. À, có thể nó mở rộng quốc tế trong những cái gì tăng trưởng phải nói là vô hạn nha ha rồi ok cảm ơn cả nhà rất nhiều về cổ phiếu Viettel anh chị tiếp tục uh, tham khảo những tín hiệu này trong ngày uh, những buổi livestream tiếp theo của em đạt ha em đạt sẽ luôn luôn tìm những cổ phiếu mà tuyệt vời nhất và cái mèo viên ngọc thô á, chưa có mài chưa ai tìm thấy mà em đạt sẽ tìm thấy cái này ha tất nhiên anh chị biết là những công ty chứng khoán hàng đầu thì cái si nha định giá hc định giá cao nhất là 88 thôi tầm 90 thôi đó cổ phiếu viettel này nha đó xong sau, sau khi ra thông tin liên quan tới cánh đồng logistics ở làng sơn anh chị biết sau khi đạo của đông xong anh chị biết là những công ty này nó bắt đầu update định giá lên nhưng mà cũng không có quá cao đâu à, hiện nay cũng không tính toán được cái định giá của phiếu này tại vì mà, uh, cơ bản nó nó là rất là khó ha. chưa kể quý 4, quý 3 gì đó cũng lợi uh, nhận so với năm ngoái cũng không tăng trưởng quá nhiều nhưng mà nó sẽ có nhiều để tăng rất là mạnh sau khi hoàn thành cái cánh đồng logistics lạng sơn ở vào khoảng uh, cuối tháng 12 này ha ok 2024 này và sắp tới sẽ mở rộng rất nhiều tất nhiên ta đang giai đợt tăng trưởng chị thấy không? Thì định giá của nó rất là ảo ha, như gì đó vẫn À, trước đó người tham nó tăng quá khủng khiếp luôn mặc dù nó đang lỗ ở trong giờ đoạn đầu tư 59 năm mươi chín lên tới vùng trăm tám mươi ha trên chứng khoán nó chạy rất là ảo ha tất nhiên lên những vùng uh, giá tiền nó cao này hay là FPT này chị thấy không? nó vẫn neo giá ở đây nhưng mà vùng này thì cái dư địa tăng nó không còn nhiều nữa sẽ còn tích lũy đến rất là lâu ha nhưng mà cái đoạn xuất phát nó thì nó tăng trưởng rất là mạnh mẽ anh chị lưu ý rồi anh chị thấy AJC chúng ta đã mua giá bốn mươi hai thì này vẫn đang có lời ha rung uh, rắc rung rắc rung rắc thôi nhưng mà có lời và ta sẽ chờ vượt 45 và ta game ta của AC sẽ rất là cao và ta sẽ làm rõ vấn đề này trong cái thời gian tới rồi nhà và đặc biệt là buổi đoạn tin là thiên cuối tuần ha rồi KBC cũng trong cổ phiếu rất là tốt nè rồi hiện nay KBC thì cái định giá nó cũng còn khá là nhiều về mặt dài hạn nha mà trung hạn ngắn hạn thì vác lót nó khá là yếu rồi nhưng mà có thể là một cái kỳ vọng có thể là neo giá cao ha, để thiết lập một bằng giá mới là nghĩ là có thể lên tới vùng 34 ha 34 35 trở lại lên đỉnh cũ ha trong trung hạn luôn mà ngắn hạn ta sẽ có target 32. Rồi anh chị lưu ý KBC này ở vùng 29 thì cái tăng dư địa của nó tăng cũng khoảng trên 10% hay 15%. Đối với KBC nó chị có góc nhìn về dài hạn nha. Rồi một số cổ phiếu khác. À, trong nhóm Viettel hay là một nhóm CMG, nhóm công nghệ nè. Công nghệ hôm nay cũng đang có sóng rồi nha. CMG này đang dao động cái biên độ từ nó lỏng lẻo nhưng mà chung này nó cũng đang có một dòng tiền bứt phá khỏi vùng đỉnh ngân hàng ha. Rồi, kể cả VGI cũng tương tự, tự, VGI cũng đang lên sinh qua chỗ này ha. Sắp sớm muộn cũng sẽ vượt lên thôi hiện nay cái giống ngân hàng đang sóng đầu cơ rất là cao thôi. dòng tiền vẫn vào rất là mạnh ASC, KBC, CMG, BGI, ha. ha việt thì nó là siêu cổ rồi tất nhiên ta không có điểm mua việt thái hay thậm chí những cổ phiếu như HH cũng đang tiếp tục đi lên ha là nghĩ xung lực này tiếp tục tác thụ mà tiếp tục đi lên thôi và tại cái chúng ta sẽ là vùng 53, 54 đối với cổ phiếu HAH nha 49 tại cái ngân hàng thôi nó đang sắp đạt luôn ha có những lúc nó lên tới vùng 49 rồi đó. chạm tới cái ngân hàng rồi tiếp theo chúng ta từ vùng mua 42, 43 thì chúng ta đã ăn được khoảng 10, 15 phần trăm ha cổ phiếu HKH anh chị thấy chúc lời hoặc năng chặn lại lên rất là tuyệt vời rồi chúng ta nắm vàng đường để vàng đưa rồi nha rồi những cổ phiếu khác đang được chỉnh theo thị trường chung chính là ATB ATB đặt nghĩ là vùng này những cái vùng giá bốn tổ chức ha tao kéo một nhịp hai lên nè, vùng 32 và vùng 31 ta mua gia tăng đúng không rồi ba vượt 30 ta mua gia tăng 2930 này và anh chị nào mua vùng 34, 35 thì thì đang lỗ đó dù chúng ta đã mua vùng 33 thì ta không lỗ quá nhiều ta cứ tự nắm giữ đó ha rồi tiếp theo là cổ phiếu CTG CDG tăng trưởng doanh nghiệp cũng khá là tốt đó nhưng mà chung thì tính đặc tính nó là một trong cổ phiếu nặng và tính đầu đầu cơ cũng như là nó thiên về hướng điều tiết về phát sinh thị trường ha. cho nên là cái nhịp tăng giảm nó tương tự GBR nó sẽ khá là khốc liệt chúng ta đã mua những cái nhịp như là 32, 33, 34 ha. hiện nay tiếp tục 35, 36 vẫn cho mua này hiện nay về 33 thì chúng ta đang lỗ cũng tương đối ha. nếu chị mua cái bùng lần thứ hai lần ba này nhưng mà giá trung bình chúng ta sẽ phải đang hòa vốn nha chúng ta phải sắp về giá 4 từ trước rồi cho nên chị không cần phải bán CDG nữa nha nếu chị còn hàng rồi sắp sắp tới sẽ hồi phục là khách sạn thì nó hồi lên trên thị trường thôi là ba bốn bốn năm chúng ta mới có bán ha rồi ba ba thì chúng ta tiếp tục nắm giữ thôi hoặc là chúng ta đã hạ đi chồng khi mà cổ phiếu thị trường chung nó mất một ngày hai trăm bốn mươi ha hiện nay qua lại bốn mươi chúng ta sẽ tiếp tục hạ đi chồng tiếp Đấy, nhưng mà nếu mà chỉ đánh góc những ngân hàng thôi còn nếu chung dài hạn ta không đánh margin thì trong vừa phải chúng ta tiếp tục nắm giữ CDG bạn nha định giá của nó phải rơi vào bốn mươi ha năm sau thì cái tăng trưởng của CDG vẫn trên ba mươi phần trăm và quý 3 qua 35% à. thì có thể là quý 2 thì nó tăng trưởng sẽ giảm một xíu nhưng vấn đề về uh, có thể dịch lập dự phòng hoặc là vấn đề về uh, áp lực về, uh, áp lực về uh, cạnh tranh uh, cái giá vốn nó sẽ cao hơn xíu dựa trên nhìn lãi suất huy động nó sẽ tăng hơn một xíu uh, đối với rất nhiều ngân hàng STB cũng tương tự STB uh, thậm chí còn tăng trưởng âm khoảng 5% nhưng mà chung thì năm 2015 theo cái uh, SRI Resort uh, công ty em đạt thì uh, cho biết là những ngân hàng thì nó tăng trưởng khá là lớn đặc biệt là CTG trên STB cũng khoảng 18% và đặc biệt có một cái big game đó chính là game em tái cấu trúc xong nha bắt đầu chia cổ tức và đặc biệt là chính hoàn nhập cái lượng đấu giá xong ba mươi phần trăm của ông chồng b trước đây ha sẽ bút lợi nhuận về à, đó thì cái bút value bị bút nó sẽ rất là thấp mà định giá của tb nó từ từ g thôi nó còn hoàn toàn xứng đáng với giá bốn ha hiện nay cái gì định tăng rất là nhiều khoảng vượt hai trăm tương tự với tiên banh và tiên banh ha tất nhiên ngắn hạn ta sẽ có những cái điểm uh, hơi yếu nhưng mà cố gắng nó bán tháo luôn nhưng mà chung giờ, cái vùng cân bằng nó quanh giá 16 sáu nha nha nếu bốn trước em ngạc nghĩ là khoảng quanh 16 rồi kể cả vi luôn vi nó quanh khoảng 19 nha thì hai phiếu là có những lúc tăng lên rất tốt nha nhưng mà này đi bán nhưng khối lượng nó không quá nhiều anh à, chị thấy lòng đặc biệt stb là thích rất thích nha rồi ok đó những cổ phiếu tiềm năng còn đối với những phiếu khác thì chúng ta tạm thời chúng ta gác lại ha. rồi hcm hcm đang đánh thủng luôn như cái vùng trọng yếu là vùng 28.5 ha nên là 12 64 rồi thì con sắp tới sẽ có cú hồi lên test là 27.8 hoặc là 28 rồi đó những cổ phiếu còn còn về thiền chung rõ ràng chúng ta đang đánh thủng những cái vùng trọng yếu là vùng 245 ha, 240 đây là cái vùng giao gâm và trung hạn cũng ta. nó đánh gãy rất là hơi đáng tiếc rồi nha ha. Và khi mà nó rút chân lên mà đánh gãy chúng bắt đầu hạ đi chậm rồi. Để dành sức mua chúng ta coi quan sát thị trường xem như thế nào nha. Và hoàn toàn khả năng tuần sau chúng ta sẽ có một cái nhịp uh, hồi phục lên ha. Là thấy là cái kênh cái kênh sẽ quay uh, nó đang phá xuống đi luôn ha. Cái rủi ro của thị trường chung. Nhưng mà khi mà về vùng quá bán rồi có thể nó hồi phục lên vùng 240 cho anh chị ha. Rồi chúng ta hiện nay cái hỗ trợ chúng ta sẽ thành kháng cự nha rồi hôm nay kháng cự cũng chính là một hai năm mươi cộng trừ năm này kháng cự nha rồi lúc này thì cái hỗ trợ chúng ta sẽ là khoảng một nghìn hai nha hỗ trợ là một nghìn hai trăm đến một nghìn hai trăm mười ha đây là hỗ trợ của thị trường đấy chúng ta phải nói cái đáy dài hạn chung với nhau nói đáy dài hạn chúng ta sẽ quanh quanh ô thủng đáy dài hạn luôn quá ghê gớm ha à. Nói chung là thị trường đáng đa có một trọng yếu nào chị không một trọng yếu của thị trường nó quanh quanh là vùng 1250 hai trăm năm mươi đây cũng hồi tụ các cái kháng cự mạnh cái hỗ trợ mạnh thì nay nó sẽ hồi phục lên cho mọi người ha hai cộng trừ năm cái này chắc 1,2 hai lúc này một hai bốn ha cộng trừ năm ha rồi đó lúc này thì nó sẽ có những cái vụ test đây hai nha đó anh chị thấy là những cái uh, lúc này thì RSI nó đi vào cái vùng quá bán rồi anh chị lưu ý nha quá bán này nha rồi sẽ có những dịp hồi phục lên cho chị còn nếu thị trường muốn muốn lên được chúng ta phải cần phải vượt qua kênh giảm này ha kênh giảm lúc này thì khá là dốc chúng ta sẽ nói cái các đấy à, lúc này khá là dốc ha rồi cập nhật lại xíu về cái, cái vấn đề về cái kênh giá này không, nó đánh một dịp rất gắt nha, phản chế phá luôn cái kênh sideways ha ờ chúng ta cầm nhìn xíu này áo luôn kênh xe quay quá khủng khiếp quá nha đó thì cái này có có dấu hiệu một cái kênh bi chát chẳng hạn chúng ta không biết nha nhưng mà cần trước mắt chúng ta muốn uh, thị trường ở đây là cái bi chát thì chúng ta phải cần phải lấy lại cái chỗ này và tiếp tục bùng nổ lên và đặc biệt phải vượt cái kênh giảm nữa nha là những cái điểm trọng yếu mà chúng ta cần phải chú ý đó nếu mà này thì muốn thành bi chát chúng ta phải đầu tiên là phải có một cái phim bùng nổ tối đà luôn và thanh khoản nó phải đột biến lên nha đặc biệt cái là... rồi thanh khoản nó phải cứ đột biến nha phải vượt qua kênh giảm này chính là cái vùng 250 này Chúng ta sẽ lên những cái vùng cao hơn là vùng 1300 trong gian tới nha. Rồi, xin chào nhà và chúc mừng thành công và bạn đang nghĩ tao cái vùng này đặc biệt là phá hàng phái sinh chúng ta sẽ có những cái uh, sự phục khổ thị trường ha. phát này sinh cũng đang tiệm cần cái vùng tương đối là trung hạn rồi, quanh 1275 ha. Ở đấy trước nè thì em mua sức mạnh nó đang mạnh hơn xíu theo thị trường ha. Là sẽ có nhiều hồi phục lên 1330 cho anh chị nếu mà trong trường hợp tích cực nhất này ha lấy lại cái hỗ trợ cái cái vùng này đó Ý, Hy vọng chúng ta sẽ có những chứng kiến một tí thi... Tại vì thị trường nó hồi một nhịp mạnh thì tương tự như nhịp trước thôi Thì phát sinh nó hồi mạnh thì lúc đó thị trường sẽ hồi rất là mạnh ha. Đó. đó hình thành đây là mô hình vai đầu vai luôn Nhưng mà chung thì nó sẽ lấy lại kênh xe quay nhưng mà cái một kháng cự mạnh ba nha Từ đến đây là khoảng chừng bao nhiêu điểm đó Rồi gì đó đến đây ha Bao nhiêu phần trăm Khoảng chừng 400 nha tương khoảng chừng 60 điểm gần 60 điểm ha 55 điểm đó thị trường có thể là hồi phục chúng ta nếu như vậy phát sinh nhìn 30 chúng ta sẽ hồi phục được khoảng chừng 1 218 cộng 30 điểm cộng 50 điểm thôi nó là khoảng chừng 1270 ha thì có khả năng thị trường sẽ có một cái gì hồi phục lên 270 cái này hơi ảo xíu nha nhưng mà hoàn toàn có khả năng ha kháng cự ngắn hạn nè cái này ngắn hạn nha và trung hạn chúng ta sẽ có kháng cự là quanh 1270 ha đó hoàn toàn khả năng xảy ra nha mươi trong thế cực và đây chúng ta sẽ xác nhận đây là cái bi chát hoàn toàn đây là cái bị chát mà ghi chép này có khả năng xảy ra nha chúng ta nếu kịch bản tích cực nhất nha ghi chép à, lúc đó chúng ta phải cần phải cô uh, cover lại lượng hàng liền ha lúc này khi sau khi vượt hai chúng ta sẽ test lại thì lúc này thì có một hai trăm chính là hỗ trợ nha rồi ok cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hy vọng chúng ta sẽ hết lúc sức bình tĩnh nha về trường sẽ có những cái vùng hồi phục trong thời gian tới thôi đặc biệt là anh đạt thấy cho mọi người chú ý lại những cổ phiếu như là cổ phiếu nhóm công nghiệp á rồi xin chào nha bye bye cả nhà nha rồi xin chào nha bán chị ở trên mình tỉnh á nhá từ sau đi bằng trường cho con cứu hồi chúng ta